Chào các bạn nha, cũng như gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục ra cửa biển và quay một số anh em ghe tàu ra khơi hoặc là đi vô bờ các bạn, quay cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc vỏ lãi các bạn, không có động cơ nha, nhưng mà này được lôi bởi chiếc vỏ xẹp các bạn. Họ đi bay bay luôn nha. À, ngầu ghê chưa. Đây là một vỏ đi biển nên là cái mũi nó hơi cao nha. Ngồi sau chỉ cần kiềm lãi thôi, cái máy này như bị hư sao á. Đang lồi lên đên. Tình hình bão bữa nay thì nói chung là sáng nay thì gió nó cũng hơi yếu các bạn ơi. Cho nên là mấy anh em ghe tàu thì cũng có ra khơi một số chiếc nha. Đảo dữ thì chàng. Trời ơi. Như cái máy được đậy bởi cái thùng nước đá các bạn, cũng lên lên xuống xuống dữ lắm nha. Trời ơi, chiếc vỏ xẹp thì nói chung là anh cũng mạnh đó các bạn. Thường thì những chiếc vỏ xẹp thì sử dụng động cơ cũng lớn nha, chân vịt thì cũng đậu hơn, bự hơn một tí các bạn. Thế mà chạy tải các bạn, thường thì anh ra sử dụng hai càng để anh ủi các bạn. Trời ơi, rồi kìa, anh nói sao anh lưng tưng ở trên rồi. Wow, chiếc vỏ lộn, chiếc tàu biển đang ra khơi nha các bạn. Sóng rất là lớn nha. Trời ơi, cô kìa. Quá dữ rồi. Lúc này thì đang nước lớn các bạn ơi. Nước đang lớn rất là dữ nha. Rồi con nhảy rồi. Wow. Trời ơi, kìa, con nghiêng cái mũi kìa. Khá là lắc nha các bạn. Này là chiếc vỏ nhưng mà anh đậu cabin luôn. Trời ơi. Dữ chưa, cô kìa. Wow. Qua bên này thì đi sóng ngược lại cái nó lắc dữ lắm các bạn. Quá trời rồi. Máy chồng nha. Wow. Sóng nó đẩy à. Trời ơi. Nhưng
chuẩn bị vô dàm nha các bạn. Đẩy tới gịch lại nè, ớn quá.
có chiếc tàu biển bị mắc cạn các bạn ơi. Hiện tại thì nãy giờ anh ve cũng khá là lâu rồi nhưng mà chưa ra được chỗ này nha. Ở đây thì cũng gần bờ cho nên là cạn các bạn. Anh đang có dấu hiệu là di chuyển chậm nghe các bạn. Đang ve lại. Chiếc này cũng rất là bự nha. Wow, âm thanh động cơ nghe cũng rất là đã lỗ tai các bạn. Ve cuộn cuộn nước lên luôn nè. Trời ơi, cái ống nước nó lên sình luôn nè. Đen thui luôn các bạn ơi. Đang ve lại nha. Ve lại khoảng chục mét vậy đó mới xuống lại cái lên sâu được các bạn. Mày nãy ảnh không chịu đi thẳng luôn mà ảnh quẹo ngang đây thì bị mắc cạn các bạn. Quá wow, cái ống nước đen thùi lùi luôn. Khói gà luôn rồi. Anh đang quay cái mũi về hướng bên kia các bạn. Bên này thì mình thấy có một chiếc vỏ các bạn ơi, có mùi nha, đang chạy lên đây các bạn. Ôi ôi kìa, wow, chạy cũng khá là giọt nha. Mấy chiếc này ở xa xa thì nhìn ảnh hơi nhỏ nhỏ nhưng mà lại gần thì ảnh cũng bự lắm các bạn. 2-3 tấn trở lên không à. Giọt ghê đi chứ. Một chiếc tàu ra khơi nha các bạn. Khá là lớn luôn. Wow, quá dữ rồi. Chiếc này dàn cẩu rất là cao nha. Chiếc tiếp theo nha các bạn, vẫn là chạy ra khơi nha. Wow, khá là giọt. Anh này còn mới quá trời mới luôn nè.